¡Ella! ¿Hoxi 물건을 잃어버릴까봐 걱정 중이시다 네. 먹은 건 없으시죠? 어트랙션 퀘스트가 시작되었습니다. 오늘 mình làm clip này để hướng dẫn các bạn đi kiếm một con dao. Khi quýnh con boss ở ngoài xong thì với con boss này. Dạ con dao như các bạn kiếm hợp con dao thì các bạn có kiếm đi có con dao. Có mạng con dao để gặp quá đi không làm gì như con này thôi rồi tưởng đâu ai mà tung quá một hoài luôn đây các bạn hoàn thành sẽ được một cái nạp phần giá có hai băng giá là gì rồi xin con này chỉ có hoa chỉ có thép thô nhưng mà bắn cảnh như gì vậy chồng mẹ gái chơi đeo thôn rô bùm bê ai smida thảm chồng mẹ gái chi chắc tìm đi giờ mình có không cần nữa bây giờ mình thôn học rồi không cần mình không muốn này để mình mua mấy này bây giờ mình có vàng thôi sau khi mấy này thì các bạn đi bên ngoài nếu ai có bạch châu thì qua đây 경매가 유찰되어 돈으로 분배하였습니다 경매가 모두 종료되었습니다 bây giờ mình được 54 viên mỗi ngày bạn tối đa được 2 viên và nếu bạn bỏ bạch châu ra thì cũng được 5 viên 6 viên đi lại thì quýnh này có thể quýnh được 5 cặp chẳng cần gì các bạn cứ từ từ một chơi chơi từ từ cũng có đủ đồ mình cũng chơi từ từ mình đã có farm mình đâu mua gì đâu chơi game người ai đâu ai bắt buộc các bạn phải nạp tiền nó mạnh đó mình cũng có đầy đủ đồ đi không được chứ thôi bếp cũng có gì mình đi kiếm cái farm thôi để em farm mà ai có bạch châu thì bỏ đi
đâu. Boss đâu mà nó lỗi rồi. Ai có bạch châu không? Thôi